Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tiêu đề ở trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chọn bộ series Đờ Nông dòng S. Dòng S là gì? Dòng S là dòng Super Audio, âm thanh chất lượng cao của thương hiệu Đờ Nông đến từ xứ sở hoa anh đào Nhật Bản. Tất cả các sản phẩm này đều về trực tiếp từ siêu thị, hàng đấu mạng từ siêu thị Nhật Bản về. Các dòng Đờ Nông PMA S10 trơn, S10 25 mã, S10 35 mã và S10 35 mã Limited đang có đủ trọn bộ ở đây. Thì chúng ta sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn và xin báo giá cụ thể để quý vị có dịp tham khảo và lựa chọn. Mọi nhu cầu mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Với các sản phẩm dòng Super Audio, dòng S bao gồm là PMA S10. Anh em đọc cái chữ này, chữ hoa viết kiểu của thương hiệu Đờ Nông thì thường đọc là QS10. Chúng ta đọc đúng chính tả là S10, không phải QS10, quý vị lưu ý. Chiếc ở phía trên cùng là Đờ Nông S10 dòng PMA, chiếc này đời đầu tiên của dòng S. Chiếc này sử dụng đến 12 sò MOSFET, điện 100V, công suất nguồn là 160W. Máy sử dụng 12 sò MOSFET cho tiếng rất lực mạnh. Thiết kế mặt phay nhôm màu vàng, xoay ngang 43cm. Với sản phẩm này, quý vị và các bạn có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa từ bass 30cm đổ lại, tiếng rất tốt. Các dòng loa Bow, các dòng loa JBL, các dòng bền đúc, Tannoy hoặc Squire, v.v. Mức giá của Đờ Nông PMA S10 là 15 triệu. Với tình trạng còn dây nguồn zin, Catalo zin theo máy, Catalo của S10. Đây là sản phẩm hàng về trực tiếp từ siêu thị Nhật. Tiếp theo phía dưới này là một chiếc thì chúng ta sẽ giới thiệu từ dưới lên, đó là Đờ Nông PMA S10 25 mã. S10 25 mã sử dụng đến 16 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS độc quyền của Đờ Nông. Chiếc này với mặt phay nhôm màu hong vàng, xoay ngang 43cm và trọng lượng của nó lên đến 29,5kg. Mức giá của chiếc này là 26 triệu. Phía trên này là một chiếc có cấu hình cao cấp hơn, đó là S10 35 mã. S10 35 mã là một chiếc âm ly rất đáng chơi của thương hiệu Đờ Nông. Chiếc này có cấu hình tương tự như chiếc 25 mã, điện 100V, công suất nguồn 300W và máy sử dụng 16 sò MOSFET, mức giá 26 triệu. Phía trên này là S10 35 mã L, tức là Limited. Đây là sản phẩm được sản xuất với số lượng có giới hạn. S10 35 mã, điện 100V, công suất nguồn là 300W, 16 sò MOSFET. Chiếc này mức giá 36 triệu. Tất cả các sản phẩm này về trực tiếp từ siêu thị Nhật, chưa qua sử dụng tại Việt Nam với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Đây là đối tác tuyệt vời của các dòng loa Bow, các dòng loa JBL, các dòng loa Baunier, Squire, bền đúc, Tannoy, v.v. Đây là những sản phẩm của thương hiệu Đờ Nông được sản xuất vào khoảng những năm 2000-2002, tức là liên đại, đời của nó rất mới, máy chạy rất ổn định. Đặc biệt với Đờ Nông, các dòng S đều được sử dụng là sò MOSFET, hiệu ứng trường mối nối, nên âm thanh của nó rất mạnh mẽ, thích nghi với nhiều dòng loa. Các sản phẩm phía bên đây thì Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là Bow 6L1 Series 3. Đây là cặp loa đỉnh cao của thương hiệu Bow. 6L1 Series 3 bản vỏ màu vàng, mức giá 48 triệu 500 ngàn. Mức giá 48 triệu. Hiện nay thì Dũng cũng đang có bản màu đen, mức giá 42 triệu. Mẫu loa này là mẫu loa đỉnh cao nhất của thương hiệu Bow, hàng Mỹ, sử dụng 2 bát 20 và 4 loa chép giấy. Phía bên đây thì Dũng cũng đang có những sản phẩm là những chiếc đầu giải mã DC, nhạc chất lượng cao. Những thương hiệu như là Tobin, như là iFi, như là Fio. Đây là những sản phẩm nhạc Hi-Res Audio, tức là nhạc chất lượng cao, 32 bit. Tất cả đều là hàng chính hãng. Mức giá dao động của các sản phẩm này từ 4 triệu cho đến ngoài 20 triệu một chiếc. Quý vị đang nghe âm thanh của chiếc Tobin DX5. Chiếc này có mức giá là 11 triệu 500. Các sản phẩm đầu giải mã DC sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa CD, những chiếc đầu DVD, những chiếc đầu băng, v.v.
Phía dưới này thì Dung cũng vừa cập nhật một chiếc âm ly đàn ông nữa. Vỏ bạc, đó là chiếc đàn ông 2000 SE, mức giá 25 năm. Tất cả đều là những sản phẩm hàng tuyển chọn, tuyệt đẹp. Thì Dung bao zin từng con vít, bảo hành kỹ thuật 1 tháng cho các sản phẩm hàng bãi này. Tới đây thì Dung xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.